tiếp theo là phòng văn hóa cũng đã tham mưu cho huyện tổ chức gặp mặt, tiếp tục được gặp mặt các nghệ nhân của năm 2024. Thì với năm 2023 thì với tổng số các nghệ nhân là 90 nghệ nhân, với mục đích là động viên khích lệ và định hướng nghệ nhân các nhà nghệ sĩ của năm công tác của buổi văn hóa trong giai đoạn này. Và trong thời gian vừa qua thì cũng đã triển khai hỗ trợ 50 bộ trang phục, như là mũ, áo, thầy thì mo cho các hội viên câu lạc bộ mo người trong chương trình mục tiêu quốc gia đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền là 90 triệu đồng. Và cũng đã chọn cử nghệ nhân tham dự lớp tập huấn bảo văn lồ ngay lính nhé. Thank you.
chiến thời điểm này, và chúng ta có thể khẳng định là mong được tỉnh Bình Dương nói chung và cũng như là mong được tỉnh Bình Dương nói riêng nó là tài liệu và nó xứng đáng được bảo tồn và phát huy. Của quốc mẫu là mình thưa thanh quan của nè, là mình cái tập phục hình đi thưa cái gì con cái này là thưa nổ của cái như mấy đó, đấy là mình chỉnh từ lửa ngoài đấy, và một con cái này phục các cụ đó, còn mình mò thấy mò mình đi chỉ có thưa tổ tiên đã có thưa gì khác, con có một cái kiểm như có vua khái tình tăng cái qua làng mông vàng này, con một cái đi đâu cái này, con một cái này cái này có quách phi đó, nó gọi cái nói ngao quay tao nhận nè. Con không phải khổ bé ngao vậy nè. Cái đi Nga, cái đi Nga. Con cái đi Nga, hai cái Nga, con cái tùy ra quải đi Nga. Con nhiêu cái Nga, thế nè. Cái đi hai con hai cái Nga, con đi ba cái Nga, con quên. Con ngao quay hết. Con. Ừ. Con này là thôi. Ừ. Tức cái tong là phủ khí cũ đó, còn một cái đi chữa lại đấy. Đấy. Con nè. Đấy. Khóa chưa thường anh con ngỏ mình cái tom cố đó cái đấy dòng theo nghiên cứu là khoảng cơ 2.000 năm đấy 2.000 năm đấy nè nè đấy con gì cứ nhất nhưng mà đi cái đi cái này bằng bạc nhưng mà hàng đổi giặt là căn cái này ở tối nhưng mà cái này là lô ngay và cho tỉnh ra đó cái này phải tổng tỉnh giống mình ti tổng tuồng đi tối nào khoái long phải tổng ngang có nghe đang vậy tổng một cái tên vậy đi ở đỉnh kia có kia tổng tuồng cái tố lên nó lon có mà ngắm như cái năm đấy là thật là nặng bốn đi luôn được đấy luôn ngương mày con này thủ khoán là con bằng này mua thầu hao thủ khoán cho con một phù thay mỏ bậc cưới con một phù cho lại nhà bò đấy con một phù thay cầu cái ông phổi như mấy đấy cưới con một phù con đi đấy con này là con của con ba khỉnh cố đấy đấy con cái này là cái tì la quải đấy hao thủ còn đấy có nhiều là con khả này trường mà như vậy thế thằng là trường trường là trường con có trường cố hết đấy đi coi như là nhà mình là ta sổ trường cố cái này cố hết tỉnh đấy nó hoạt con lên khò này cả con cái này là cố hết á bố cái trên con đi đấy bố trên nhỏ nhất đấy là trên chỉn đi đấy, cho cột trên mưa lại con phiển nghĩa là bố cái trời biển môi bố cái biển con đi cho cô thì việc mưa lại đã việc thì vườn việc pa việc ha pa mưa lại con nhiều là phớ nhiều mốt cho cô thì nốt con tú con trầu là phớ trầu nhỏ nhất thứ thay đi cho cô thì trầu to nhất con tú đấy nè đấy con ngày là việc đi việc con cùi đi cái quả đi nó có thai nó có thai đấy là phần từ phần tuyệt ha thế đó con đang cái này con tù này con trong cái này là trường cũ hết trong cái trường này cũ hết cái đó cái chỉ cắn đi hết một thay tôi giờ chờ bố cái lịch này cái này là lịch roi này của người mường mình đi nhưng mà nó hai loại một loại lịch roi loại lý quan rác hai loại quan rác là khẩu quê còn lịch roi là mưa hao quê đấy nhá đấy con là lịch cái chỉ nhớ cắn đi cái này là cái này cài chòi đây con cái này thả rào cân này cái này khủng thay con cái này là mình cái phong rào này nhưng mà nhất là những cái trường cố như cái trường ta phong ra ta có cái là ói cỏ này hiểm đấy hiểm khi nó không một cho nhớ đấy bố thầy cho hôm nay tiền là ba cái quả đó xin rồi này con khả đi chiêng khả đi con tú đã tú chiêng luôn cái này là giang phân ngôi cái này là đâu sao không phân ngôi đấy. Cái tao cố là có chép hết không mà là tao cố tao mười đã có chép tao cố nó phải có chép nhưng mà là tao cố đâu có chép đấy con tao mới ra phối tham nó có chép nó phải cố đâu giờ thì tú phân này thoát lõng nhưng mà tú thế thì như bọn nó ba gặp phải chứ đâu đấy coi như là vậy thôi trả lõ lòng là bằng bạc cái này nín không đấy như là cờ tư hữu và là khổ lõng vậy này cờ gửi không ha cái này là trống cục này là uống bên mì nó mua tăng cũng nên mua ba tí khẩu mới là cô này
ปลาตีเขาลำเกลียวละเคยปูตีเลยเนี่ยจมจมไอ้ชมไอ้ไว้แล้วในบ้านในละบ้านกว่าเว้นไหนบ้านกว่าเธอวัวเธอก็อะไรเงี้ยเธอไอ้โอ้ก็ไก่โน้ตให้หม้อเลยเขาไก่กู้ต้มต้มเนี่ยดำเพียงก็ไปตัวปีนตัวไอ้ในยุคจะมาถั่วคนเชียงแล้วคนยิวนะเชียงเขาก็เต็มกันเอาไก่คนยิวคนยัดลิ้นเลยกันปลอมจะมาได้ฮะปลอมไงหาไอ้เชียงแต่นี่จมเอาไงแต่นี่รูมีเนาะเวลาตั้งแต่นี่มัวป้าตีเขาบาตีเฉาจำได้นะเรื่องอย่างนี้คนหลงตรงไงเราจงตรงไงเราคนตัดหลงตรงไงจงตรงไงเราหลงตรงเมืองอย่างนี้หลงเมืองเกิดนี่คนเต๋งเนี้ยจงเมืองDây là gốc cây trồng được mang từ bên Mỹ về, được một người bên Mỹ về tặng cho thầy Mo. Chào tất cả mọi người, hôm nay mình có mặt tại điện thờ của một ông thầy Mo Hòa Bình. Điện thờ này thì nhìn rất là hoành tráng và rất là lớn. Trong này thì có rất là nhiều cái đồ vật có giá trị, nó mang cái tính đặc trưng của văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình. Đây, ví dụ đây là những cái đồ vật dụng từ thời xưa.Của là Mường. Đây là những cái túi gọi là túi khoát, tức là cái đồ hành nghề của thầy Mo người ta đi làm việc. Ở đây thì có một số thầy thì người ta không hành nghề thầy Mo thì người ta sẽ mang đến đây người ta gửi tạm vào đây. Khi nào dòng dõi thì người ta con cái thì người ta có thể hành nghề được, người ta lại xin về để tiếp tục hành nghề thầy Mo.Đây là những cái bộ dao kiếm để thầy Mo đi hành nghề. Đây có một hòn đá thịt ba chỉ. Ở trong điện thờ của nhà thầy Mo hôm nay thì rất là nhiều những cái đồ quý. Đây là một cái gốc cây nghe thầy nói là được một người ở bên Mỹ trao tặng. Đây là gốc cây trồngđã có cái hiện đại rất là lâu. Đây là cái gốc cây có giá trị. Đây là những cái bàn thờ của nhà thầy. Đây là những cái bộ dao kiếm để thầy khi mà đi hành nghề thầy Mo thì người ta sẽ mang theo.Thầy này không chỉ là mỗi người thầy Mo mà thầy còn làm được rất là nhiều việc tâm linh khác và là một cái người thầy có uy tín ở Hòa Bình, thực hiện những cái nghi lễ quan trọng trong các cuộc lớn của huyện, của tỉnh. Đây các bạn thấy đây là một cái lịch tre của người Mường, gọi là lịch roi, lịch đoi đấy. Đây là cái bộ lịch của người Mường, cách tính của người MườngCách tính lịch của người Mường người ta sẽ khắc những cái năm tháng ngày vào trong đó, người ta sẽ có cách tính riêng. Bên này cũng có hai cái bộ lịch. Hai cái bộ lịch này là nó có khác nhau. Có lịch là 12 que, có lịch là bao nhiêu que mình cũng không rõ, nhưng mà đây hình như là có cách tính hai cái bộ này, tính mỗi một bộ người ta tính một kiểu khác. Đây là cái cách người ta tính lịch của người Mường, người ta tính ngày tháng.Tìm những cái ngày đẹp, ngày tốt, ngày xấu. Bên trên này là cái vật dụng thời xưa của người Mường, thường sử dụng trong gia đình. Bên này là cái mà người ta hay đi bẫy chim. Đấy, cái này là cái lồng người ta bẫy chim cu. Ở đây thấy rất là nhiều cái chân gà rừngĐây là những cái chân gà rừng được thầy Mo này sưu tầm. Đây khéo phải đến
mấy chục chân hoặc là có thể trăm chân đấy. Ở trong này thầy mo này là những người mà sưu tầm được rất là nhiều những cái đồ quý giá, đặc biệt là chiêng. Như các bạn nhìn thấy đây thì kể cả những cái ngõ ngách như này thì cũng có những cái chiếc chiêng có giá trị. Tuy nhiên có một số cái chiêng thì mới thôi, nhưng mà cũng rất là nhiều cái chiêng cổ, nhiều cái chiêng có giá trị về mặt lịch sử. Dưới này cũng là những cái vật dụng như thế, son, nợ, hồi, chảo, xanh gì đấy, rất là nhiều đấy. Ở trong này là có một số đồ cổ nha các bạn nha, một số đồ cổ đấy, nhìn những cái xanh này. Rồi là những cái xanh cổ đây, cái xanh rất có giá trị. Ở đây thấy lại tiếp tục có một cái bộ lịch nữa. Bộ lịch này là cũng là những cái lịch roi, lịch xe của người Mường. Nhà bộ này là thấy có 1, 2, 3, đây là bộ này khác với bộ này các bạn nhé. Bộ này là 12 chiếc. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bộ này thì là 12 que thì đại diện cho 12 tháng. Còn đây lại 6 que thì người ta cũng có thể tính ra ngày tháng, ngày đẹp, ngày xấu ở đây, nhưng mà người ta lại một cái cách tính khác. Và đây mình thấy có một cái chiếc nón để đây. Thực ra cái chiếc nón này để đây để trưng bày thôi. Ngụ ý là đây là cái chiếc nón của cô dâu khi về nhà. Trong đám cưới của dân tộc Mường thì khi mà đi làm dâu thì cô dâu với các phụ dâu ấy là phải đội nón, và khi về đến nhà chồng thì cô dâu sẽ đặt cái chiếc nón lên cái chỗ trang trọng. Và cái chiếc nón này được trưng bày ở đây cũng mang cái ý nghĩa như thế. Đây rất là nhiều chiêng. Theo như thầy Mò đấy cho biết thì hiện tại là nhà thầy cũng chả biết là có bao nhiêu cái chiêng. Và đây cũng chỉ là những cái chiêng mà trưng bày tạm thời đây, còn một số chiêng thì vẫn còn cất ở trong kho, chưa được trưng bày ở đây. Và như các bạn thấy rất là nhiều chiêng. Đây là cái súng cổ, súng kíp ngày xưa. Ở đây súng này có thể không biết còn bắn được không, nhưng mà trang trí đây cho đẹp thôi. Thì hiện tại người ta cấm săn bắn thì người ta không cho sử dụng cái súng này. Ở trên ban thờ của nhà thầy thì có rất là nhiều những cái đồ quý. Tuy nhiên thì mình không có cơ hội để mà xem cái đồ vật này. Ở đây là cái trống đồng của người Mường. Trống đồng này vẫn còn sử dụng được. Và trong những cái lễ hội địa phương thì thầy vẫn hay mang, nhất là nếu mà đi khênh thì thầy sẽ mang cái trống này ra để đánh trong cái hội đi khênh. Rất ấn tượng với nhà thầy thì có những cái có thể nói đây là một cái gia đình thầy Mo thì sưu tầm được rất là nhiều những cái đồ có giá trị, đặc biệt là chiêng và những cái bộ dao kiếm cổ ngày xưa. Có những cái xanh mà nó là từ cái thời ngày xưa, nó còn bốn tai. Đây là những cái xanh rất là quý, có bốn tai xanh. Đây là một chiếc, bên này cũng là một chiếc nữa. Đây có thể nói là những cái đồ cổ. Đây còn một cái thiết bị này cũng không biết người ta gọi là cái gì, cái này chắc chắn là cổ. Đấy, nhìn nó rất là cổ. Đấy, những cái chõm đồ đây này cũng cổ. Đây, đồ của vẫn còn nguyên chữ của Trung Quốc. Một bộ xanh này, đây là xanh này người ta tính theo từng cái số, xanh mấy đấy. Thầy Mo này là một cái người sưu tầm rất là nhiều đồ vật có giá trị về bản sắc văn hóa dân tộc.
Đây là một cái ngôi nhà sàn cũ từ ngày xưa. Thầy làm cái chỗ để mà thờ tự. Thấy như xem nào còn mấy bộ thôi mà bán cao luôn đấy. Không thấy rồi. Để đi đồng chí Thắm và đồng chí ấy tiếp tục là làm nhiệm vụ. Thích người ta vậy. Mặt bằng này là nhìn thấy có dáng. Vào đi bom bo vào này thì quay thế nào. Dạ vâng. Nóng nóng luôn đi nó quay hết hồn. Thank you.
Nhưng hảo là đây rồi. Nhưng mà cũng quá ngon.
đối với đất làng trong năm 2020 này và các năm tiếp theo, các câu lạc bộ môn hùng trong tỉnh chúng ta đều trưởng thành và kết quả cao hơn. Câu lạc bộ môn hùng huyện Văn Lãng năm 2020 này chắc chắn là cái tỉnh chúng ta tiếp tục tổ chức và chúng tôi sẽ liên hệ để báo cáo và xin ý kiến của ban tổ chức và trên được mời quả đoán các cuộc. Còn cái toàn cái rơi hết. Đây là cái bộ sưu tập của gia đình, nhưng mà cái này là đây là lóng thảo quả lóng thảo bài tao đấy. Con này của vuột hố đấy. Con này hố là cái có tao cái này bò cứu tươi hư. Đấy, cố con rong cái thủ khoán với phần vẫn còn mấy cái tao nữa. Đứa đi nào. Con cái này hố. Con cái này to lắm, cái con ngoan nữa con kẹt cái áo cỏ tứ bên đi. Đấy. Con này là đồ cù, cái cần và cần đông cần thiếu đi cái mới đi. Đây. Cái đồ dung này. Đây là cái trường chưa này. Đấy, cái này không tố này. Không tố này là không đi tố. Đây tố vàng tố. Đấy cái vàng tố con này đại tố. Con này không đi là không có nhiều không tố lắm. Con này thằng quay. Cái này thằng quay, thằng quay cái này qua quả chín lô năm đấy. Cái này thằng ham nữa, cái lồng quay. Con này cái cường tôm, cường tôm cố cái mười đấy. Con cái này ổng thỏa la thuốc tan khủng cái mười tiếp bảnh các cụ đấy nhặt đấy đó. Cho vàng không vàng, cho vàng đúng không? Một phòng nó bây giờ là cái bộ bán điện thuộc quyền nó. Cái này ốc còn nè, ốc còn làm tứ nè, cái tứ đây nó lại anh uống. Ốc có bộ bán điện đây. Đấy. Đây thằng hồ ham rồi đó, thằng ham khả lại nha. Thế thằng ham nữa. Thằng nhỏ, có cái to cái nhỏ, thằng đó. Con cái này là cái tàu này nó có mình cố nó. Con cái con cá ham cái này. Đấy, con cá ham đang thẳng ở đâu? Quá sưu tầm, không ấy đâu. Còn cái này là tôm hùn, tôi hiểu là tôm tèn cái này. Tại sưu tầm, góp ăn từ mà theo dõi sưu tầm nữa. Con đồ tiền mấy chục năm mới có đồ. Đây, thôi. Ngồi sang ngồi các bố ngồi sang đây một tí đây đây bố ơi sang đây một tí sang đây ngồi mấy bố ơi đấy sang đây đó là kiểu ảnh sang bố Đào ơi sang đây đây các bố ngồi vào mua chợ mua châu Phi ngay là mua khẩu trăm bố nè. Cái nhan này là chiều dài này là phố tàu này là tàu nó này là 29 mét. Chiều rộng là 19 mét. Là 20 mét không vậy. Cái như là nhà ở bọn này con phải chờ chương chiều là tử chưa để ra con chưa để ốc vào ngay ở nè. Nhà sáng. Nhà cả khu, cả cổ đây. Còn nhà này là ăn ở lên đi. Thôi, tình cái cột núi. Đi đéo đã rồi đuối rồi. Hiểm đây mày nó cỏ này. Có lại như cột nhà mình nhưng mà linh măng khú ấy con cỏ nhưng mà cái nào. Khỏi dòng thì lốc. Cái này cái bộ nhà chơi mày toàn lại hết lại nghiền hết. Ốc còn cả cá sa cá lạt là lại hết. Lại toàn phù luôn. Nhà chơi đó, lại nghiền. Điều thế nên là các cháu mang nghe thôi chứ không lên được. Bà lên cái đảo đi bùa nó đây ông 8 thôi này có bốn hiệu nữa bảo từ đấy đây có tôi hiểu chính là đấy nhà bảo đảm Hà Nội tôi đang nào bé đâu quay một ngày rồi đấy nhớ. Hello, I'm Jack.
cách đăng ký kênh Người Em Gần TV2. Trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Em Gần TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Em Gần TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Em Gần TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Em Gần TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ. Hiền Lương Bakery, bánh mì thượng hạng. Hiền Lương Bakery tự hào là thương hiệu bánh mì, bánh ngọt nổi tiếng, lần đầu tiên có mặt tại huyện Lạc Sơn. Địa chỉ cơ sở 2, số 23, phố Thống Nhất, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đối diện cổng trường tiểu học Vụ Bản, cạnh trường mầm non Tư Thục Bông Mai. Điện thoại liên hệ 0869 089 188. Hiền Lương Bakery, niềm tin về chất lượng.